Vũ Nhân kính chúc quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa tại miền Bắc bang California sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 30 tháng 7 năm 2023 từ 12 giờ trưa đến 8 giờ chiều tại sân vận động trường trung học Yababuna San Jose miền Bắc bang California. Tôn Đức Phương Cát là hội trưởng của Hội Tướng trợ Thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Gửi tiền về cho các anh thương phế binh thì phải làm một cái đại hội để cho quý bà con ở đây để đóng góp và để mà gửi về cho các anh thương phế binh. Tôi là Đặng Thị Nhàn, tôi đang sống ở San Jose và tôi đang giúp cho Hội Thương binh Việt Nam Cộng Hòa của Bắc Cali. Chúng tôi ban tổ chức sẽ tổ chức cái ngày Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh vào ngày 30 tháng 7 sắp đến đây. Và lý do mà chúng tôi tổ chức là chúng tôi cần thêm tiền để gửi về cho các anh thương phế binh. Năm ngoái thì cũng có một nhà bảo trợ đã gửi 67.000 đô la trước tháng 12 năm 2022. Chúng tôi đã gửi về Việt Nam trong dịp Tết và Christmas. Bây giờ là có danh sách 655 thương phế binh rồi, nhưng mà bây giờ còn thêm 3.700 danh sách gửi qua nữa. Và toàn là những người mà bị rất là nặng, cụt hai chân, hai tay hoặc là mù mắt. Thành ra chúng tôi phải tổ chức cái đại nhạc hội này để hòng kêu gọi lòng thương của những người bảo trợ về để đem tiền gửi về Việt Nam cho các anh thương phế binh. Mặc dù có một số người đã chết rồi, nhưng mà chúng tôi, những người còn sống thì chúng tôi vẫn phải giúp. Trong ngày 30 tháng 7 sắp đến đây ở trường YB, tức là Yababuna, chúng tôi kêu gọi đồng bào hưởng ứng và đến coi Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh. Xin mời các đồng bào ở San Jose và các vùng phụ cận hãy mua vé, chỉ có 20 đồng một vé thôi, để ủng hộ các anh thương phế binh ở Việt Nam. Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh nhé, thì đây là một việc chú nghĩ là chúng ta cần phải làm, là vì thực sự đây là một cái việc mà chúng ta nên giúp những anh em thương phế binh ở Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại ở quê nhà. Mặc dù là có những sự đánh phá đó, nhưng mà cái sự đánh phá đó thì mình làm cái gì tốt thì cũng có người đánh phá thôi. Nhưng mà không phải vậy mà mình bỏ qua được cái một số anh em thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang còn kẹt ở quê hương, sống một cuộc sống rất là khó khăn, khổ sở. Chú rất là yểm trợ cũng như rất là hoan nghênh cái chương trình mà Cảm ơn Anh. Theo tôi thì tất cả mọi người khi biết tin này cũng nên đóng góp, mỗi người một chút, góp chó thành bão. Thì chúng ta nên yểm trợ cái chương trình mà nên làm, lên yểm trợ như vậy. Trong cái vai trò chủ tịch cộng đồng thì quý xin kêu gọi tất cả anh chị em cố gắng tham gia. Thì cái chương trình Đại Nhạc Hội ngày 30 tháng 7 là một cái chương trình mà nói chung là nó rất là ý nghĩa. Và đây, chúng ta phải xem đây là một cái cơ hội mà chúng ta có thể đền đáp được một cái phần công lao của những người mà họ đã hy sinh xương máu để mà bảo vệ cho đất nước, bảo vệ cho người dân của chúng ta có những cái tháng ngày sống yên vui. Thưa quý vị, đây là một đại nhạc hội ngoài trời lớn nhất ở hải ngoại nhằm gây quỹ trợ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang trong hoàn cảnh khốn khó tại quê nhà. Chương trình được sự góp mặt của hơn 50 ca nghệ sĩ và 3 băng nhạc nổi tiếng của cả hai miền Nam Bắc California phối hợp trình diễn. Và đài truyền hình SBTN sẽ trực tiếp truyền hình đi khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.